chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc từ bạn vàng trở thành lang sói. Trước khi nhậm chức Thủ tướng Vương quốc Anh vào tháng 7 năm ngoái, ông Boris Johnson còn khẳng định rằng chính phủ của ông sẽ rất thân Trung Quốc và rất nhiệt tình với sáng kiến vành đai và con đường. Thế nhưng, những gì diễn ra sau một năm sau đó hoàn toàn đi ngược lại với những lời hứa hẹn của tân Thủ tướng Anh. Quan hệ giữa Anh và Trung Quốc đang trong giai đoạn không hề êm ả đến mức tư lệnh lực lượng vũ trang Anh vào ngày 30 tháng 9 mới đây cũng đã công bố xác minh rằng Trung Quốc cùng với Nga là những mối đe dọa hàng đầu. Phát biểu tại Trung tâm Tham vấn Policy Exchange ở London, tướng Nick Carter đã lên tiếng cảnh báo rằng Trung Quốc và Nga đang sử dụng các cuộc tấn công mạng, các chiến dịch thông tin sai lệch và những biện pháp giám sát hàng loạt để tiến hành cả một chiến tranh chính trị ở phương Tây, với mục tiêu là phá vỡ sức mạnh ý chí của đối phương mà không để cho tình hình leo thang thành xung đột chính trị chính thức. Đây là hình ảnh tư lệnh lực lượng vũ trang Anh tướng Nick Carter phát biểu tại Trung tâm Tham vấn Policy Exchange London vào hôm 30 tháng 9 năm 2020. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Vương quốc Anh đã phác họa chiến lược mới cho quân đội Anh để chống lại các mối đe dọa đến từ những quốc gia mà ông gọi là đối thủ độc tài. Về Trung Quốc, lãnh đạo quân đội Anh đã nhấn mạnh đến chủ trương thao túng các thể chế và luật pháp quốc tế, sử dụng công nghệ để đạt được mục tiêu chiến lược về quân sự, nhưng được ngụy trang dưới vỏ bọc liên doanh quân sự. Theo tướng Nick Carter, thủ đoạn này của Trung Quốc mà ngày nay thường được gọi là chiến tranh luật pháp trong lĩnh vực an ninh bắt nguồn từ học thuyết siêu hạn chiến hay chiến tranh không giới hạn mà quân đội Trung Quốc đã đề ra vào cuối những năm 1990 và sau đó tiếp tục được hoàn thiện. Tướng Carter cho biết rằng chiến thuật của Trung Quốc đã đi trước sự chuyển biến của luật pháp quốc tế để cho các hành động của họ khỏi bị coi là hành vi gây chiến theo định nghĩa hiện hành của luật pháp quốc tế. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông tin về báo cáo điều tra về an ninh mạng 5G công bố vào ngày 8 tháng 10 năm 2020 do Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Anh thực hiện trên trang web của Hạ viện Anh. Theo ông, các văn kiện có thẩm quyền của Giải phóng Quân dân Trung Quốc đã lập luận rằng ranh giới không rõ ràng giữa hòa bình và chiến tranh mở ra cho quân đội cơ hội đạt được mục đích ngụy trang các hoạt động chiến tranh của họ dưới vỏ bọc dân sự, tức là vỏ bọc hòa bình. Lời tố cáo Trung Quốc đã sử dụng công nghệ để đạt được các mục tiêu chiến lược quân sự nhưng được ngụy trang vỏ bọc liên danh dân sự mà tư lệnh quân đội Anh đưa ra như đã được minh họa bằng kết luận của một cuộc điều tra của Hạ viện Anh xác định có bằng chứng rõ ràng về sự thông đồng giữa Huawei và nhà nước Trung Quốc. Trong bản báo cáo điều tra về an ninh mạng 5G công bố vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Anh đã khẳng định rằng tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei luôn tự nhận mình là doanh nghiệp tư nhân, thực ra đã cấu kết với guồng máy của nhà nước Cộng sản. Ủy ban cho biết đã có bằng chứng rõ ràng về vấn đề này nhưng không đi vào chi tiết. Bản báo cáo đã chỉ trích một nhà đầu tư tuyên bố rằng chính phủ Trung Quốc đã tài trợ khoảng 75 tỷ đô la cho Huawei trong 3 năm qua, giúp cho hãng này bán được phần cứng của mình với giá thấp đến mức nực cười. Điều này càng làm nổi bật tuyên bố của một nhà nghiên cứu cáo buộc rằng Huawei đã tham gia vào nhiều hoạt động tình báo, bảo mật và sở hữu trí tuệ, điều mà tập đoàn này liên tục phủ nhận. Ủy ban này cũng kết luận rõ ràng là Huawei có liên hệ chặt chẽ với nhà nước Cộng sản Trung Quốc, bất chấp những tuyên bố trái ngược của họ. Thực tế đó được chứng minh bằng mô hình sở hữu của tập đoàn và các khoản trợ cấp mà Huawei đã nhận được. Trên cơ sở kết luận đó, Hạ viện Anh cũng khuyến cáo chính quyền là phải cho loại bỏ toàn bộ thiết bị của Huawei vào năm 2025, sớm hơn thời hạn dự kiến là 2027. Trước đó, vào ngày 14 tháng 7 năm 2020, chính phủ Anh đã loan báo loại Huawei ra khỏi mạng lưới 5G vì lý do an ninh. Đây là hình ảnh trụ sở chính của tập đoàn Trung Quốc Huawei tại Anh Quốc. Bộ trưởng Văn hóa và Kỹ thuật Oliver Dowden vừa đưa ra trước nghị viện loan báo rằng chính phủ sẽ cấm lắp đặt các thiết bị mới của Huawei trong mạng lưới viễn thông kể từ năm tới. Ông nói thêm là các nhà cung cấp điện thoại di động từ nay tới đến năm 2027 còn phải loại tất cả các thiết bị đang sử dụng của tập đoàn Trung Quốc ra khỏi hệ thống 5G. Vào hồi tháng Giêng, chính phủ Anh đã cho phép Huawei xây dựng cho đến 35% cơ sở hạ tầng không mang tính chiến lược để triển khai mạng 5G mới tại Anh Quốc. Nhưng các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt lên tập đoàn Trung Quốc vào tháng 5 đã khiến Anh Quốc đành phải tỏ ra cứng rắn hơn.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải chịu áp lực từ cả trong nội bộ chính quyền Anh và từ đồng minh truyền thống Hoa Kỳ. Nhiều nghị sĩ đảng bảo thủ của đương kim thủ tướng đã phản đối quyết định bật đèn xanh cho Huawei vì theo họ điều này sẽ có hại cho an ninh quốc gia. Họ còn nêu bật sai lầm địa chính trị khi đứng về phía Trung Quốc và đối đầu với đồng minh là Mỹ. Còn về phía Mỹ, Washington đã cảnh báo London là việc trao đổi thông tin tình báo giữa hai nước có thể bị ảnh hưởng nếu London tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ của Huawei. Bên cạnh đó, các phái viên Mỹ còn liên tục phát đi tín hiệu là hồ sơ Huawei có thể đè nặng lên các cuộc thảo luận về một hiệp định tự do thương mại giữa Anh và Mỹ và rất cần thiết đối với London sau khi đã rời bỏ Liên minh châu Âu. Quyết định miễn cưỡng loại Huawei ra khỏi mạng lưới 5G này sẽ khiến chính phủ Anh thao tốn thêm khoảng 2 tỷ euro và làm cho việc triển khai mạng 5G bị trễ mất từ 2 đến 5 năm. Đồng thời còn ảnh hưởng đến một loạt những lời hứa tranh cử quan trọng của Thủ tướng Johnson là đảm bảo cải thiện đáng kể mạng lưới viễn thông tại Anh. Còn đối với Huawei, đây là một thất bại lớn, một dấu hiệu cho thấy các tập đoàn Trung Quốc không còn được hoan nghênh ở phương Tây. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Vương quốc Anh đã phác họa chiến lược mới cho quân đội nước này trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. Trước hết là vai trò của Trung Quốc trong việc để xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong vấn đề này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO với vị Tổng Giám đốc Tedros được Trung Quốc hậu thuẫn đã bị cho là cố tình làm ngơ trước những cáo buộc Bắc Kinh đã cho giấu sự bùng phát của virus corona và họ cũng không cung cấp thông tin về loại virus rất nguy hiểm này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tuyên bố chấm dứt quan hệ của Mỹ với Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì không quy trách nhiệm cho Bắc Kinh về đại dịch. Trong khi đó, thì các quốc gia thành viên của WHO đã bỏ phiếu cho mở một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch này. Tướng Carter của Anh nhận định, cuộc khủng hoảng corona đã nêu bật những thách thức phức tạp và biến hóa nhanh chóng mà các nhà nghiên cứu, xã hội dân sự và tất nhiên là giới hoạch định chính sách đang gặp phải trước các chùm tuyên truyền, sử dụng dữ liệu một cách sai lệch, thông tin thất thiệt và gây ảnh hưởng chiến lược. Và các đối thủ độc tài của chúng ta đã sử dụng những kỹ thuật này một cách hiệu quả nhất. Trung Quốc cũng bị buộc tội cố tình gieo rắc sự lệ thuộc vào nợ thông qua sáng kiến vành đai và con đường ở các nước đang phát triển và sau đó chiếm lấy các vùng lãnh thổ chiến lược. Chẳng hạn như ở hải cảng Hambantota của Sri Lanka, nơi các con nợ không thể trả được các khoản vay này. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc đã đụng độ với quân đội Ấn Độ ở vùng biên giới trên bộ giữa hai nước cho tập trận gần Đài Loan đối đầu với một số quốc gia láng giềng và trong đó có cả Việt Nam. Đặc biệt, thời gian gần đây, Trung Quốc đã đàn áp một cách khốc liệt các quyền công dân ở Hồng Kông, một thuộc địa cũ của Anh sau khi giành lấy quyền kiểm soát lãnh thổ này. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và đồng nhiệm Anh Quốc Dominic Raab trước cuộc hội đàm tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Chính phủ Anh Quốc tuy đã cố gắng răn đe Trung Quốc không nên áp đặt luật an ninh quốc gia lên trên Hồng Kông, nhưng các áp lực này rõ ràng không đạt được kết quả. Trước sự vi phạm trắng trợn và trầm trọng tuyên bố Trung Quốc và Anh, chính phủ London hứa hẹn không tránh né trách nhiệm lịch sử và bảo vệ nhân dân Hồng Kông. London đã thực hiện lời hứa là mở rộng cửa cho cư dân thuộc địa có quy chế công dân Anh tại hải ngoại. Khoảng 350.000 người Hồng Kông sở hữu hộ chiếu loại này và 3 triệu người khác cũng có thể xin được tấm hộ chiếu để có thể đến Anh học tập hay làm việc trong 5 năm thay vì chỉ có 6 tháng như hiện nay. Một năm sau khi có được quy chế mới, họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Anh mà không bị khống chế bởi hạn ngạch. Vương quốc Anh đã đưa ra những thông điệp rất rõ ràng và hành động thực sự có ý nghĩa đối với hồ sơ Hồng Kông. Không dừng lại ở đó, Anh Quốc cũng ngày càng tỏ rõ lập trường cứng rắn với Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông. Hồi giữa tháng 9 mới đây, Vương quốc Anh cùng hai quốc gia châu Âu khác là Pháp và Đức đã đệ trình một công hàm chung gửi lên Liên Hợp Quốc bác bỏ các yêu sách rộng khắp của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong chuyến công du Việt Nam vào cuối tháng 9 của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Hà Nội và London đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên và đã công bố một bản tuyên bố chung, trong đó vấn đề Biển Đông đã được nêu rõ. Hai nước này đều bày tỏ động thái độ quan ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây và nhất là điều nhấn mạnh đến vai trò tối thượng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS. Theo tờ báo Asia Times, tại Anh Quốc, ngày càng có nhiều người kêu gọi London phải triển khai các chiến hạm đến Biển Đông và ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển này. Có tin là Thủ tướng Boris Johnson đang xem xét khả năng điều hàng không mẫu hạm mới HMS
Queen Elizabeth đến Biển Đông để biểu dương lực lượng cũng như yểm trợ cho đồng minh truyền thống Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 với bản tin Trung Quốc từ bạn vàng trở thành lang sói. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de